đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chu Xie chọn giữ ghế hay là đá đẹp? Vì sao sự trở lại của Tuấn Anh quan trọng với ông Chu Xie? Quang Hải và vị thế mới ở đội tuyển Việt Nam. Ông Chu Xie chọn giữ ghế hay đá đẹp? Ông thầy người Pháp ít nhất sẽ phải có một trận hòa và một trận thắng Indonesia trong hai cuộc đụng độ tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup với mong chiếc ghế nóng không bị lung lay. Và hợp đồng 3 năm rưỡi của ông Philippe Chu Xie hướng đến mục tiêu giúp đội tuyển Việt Nam giành suất dự loại thứ 3 chờ thời cho vòng chung kết World Cup 2026, nên những cái đi khác có thể không quá quan trọng. Ví như ông thầy người Pháp cùng các học trò trẻ không thể bảo vệ ngôi vô địch của SEA Games 32 hay bị loại từ vòng bảng của Asian Cup vẫn không ảnh hưởng gì đến mục tiêu trong hợp đồng. Tuy nhiên, thầy trò ông Chu Xie gần như bắt buộc sẽ phải giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 Cúp Thế giới thì cơ hội cho ông giữ ghế để chinh phục ngôi vua Đông Nam Á vào tháng 11 năm nay mới vững vàng. Và ngay trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu quyết định với Indonesia, lượt đi trên sân khách Bung Karno ngày 21 tháng 3 và lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26 tháng 3. Sẽ cho thấy rõ ràng hơn về tương lai của ông Chu Xie. Việc tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam của ông thầy người Pháp phụ thuộc rất lớn vào hai trận đấu quyết định với đội cuối bảng Indonesia. Trước khi đá tiếp hai trận đấu gặp đội xếp áp chót Philippines và đối thủ dẫn đầu bảng là Iraq, vấn đề của ông Chu Xie bây giờ có thể bắt buộc ông phải lựa chọn lối chơi thực dụng cho đến chiến thắng hay vẫn giữ cách đá đẹp cùng đội hình trẻ hóa mà mong manh dễ vỡ. Ngay từ ban đầu, ông Chu Xie đã hướng cho các học trò về kiểu đá thiên về chủ động kiểm soát với lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ mà ông từng quen biết khi còn làm việc cho trung tâm PVF. Tuy nhiên, sự kiên trì của ông Chu Xie chưa được đền đáp quá thất bại tại SEA Games và mới đây nhất Asian Cup với 3 trận đấu toàn thua. Với tình thế này, ông thầy người Pháp có lẽ phải chọn lối tiếp cận đối thủ quen thuộc Indonesia một cách thực dụng hơn với một đội hình giàu kinh nghiệm và thiện chiến hơn thay vì phân đôi giữa hai dòng nước. Và dấu hiệu điều này chính là việc ông Chu Xie lặn lội sang Nhật Bản gặp Công Phượng, cũng như đích thân gặp Quế Ngọc Hải, Văn Hậu để hỏi han về tình hình chấn thương, hay nói chuyện và gỡ rối về cách chơi cho quả bóng vàng Hoàng Đức. Tròn một năm gắn bó với làm bóng Việt Nam, ông Chu Xie đã thấu hiểu hơn về các học trò, lẫn mong mỏi của VFF cùng sở thích, cùng yêu bóng đá và hơn hết là chiếc ghế của chính mình. Vì sao mà sự trở lại của Tuấn Anh lại quan trọng với huấn luyện viên Chu Xie? Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh ngay lại tập luyện trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau chấn thương. Điều này mở ra khả năng Tuấn Anh tiếp tục dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu với Indonesia. Trước đó, Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối và đây có lẽ là chấn thương khiến cho ông Chu Xie đau đầu nhất. Bởi vì Tuấn Anh là tiền vệ rất quan trọng xung quanh lối chơi mà vị huấn luyện viên người Pháp xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Dưới thời của ông Chu Xie, ông gạt bỏ khá nhiều các cựu binh khỏi đội tuyển nhưng vẫn luôn dành chỗ chính thức trong đội hình cho Tuấn Anh. Chi tiết này phản ánh ông Chu Xie đánh giá Tuấn Anh cao như thế nào. Cựu phó chủ tịch của phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Vũ Lâm nhận xét về tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cậu ấy chơi hiện đại, kỹ thuật đơn giản, nhãn quan chiến thuật tốt, luôn đặt hiệu quả của lối chơi đồng đội lên hàng đầu. Tuấn Anh là cầu thủ của bóng đá Việt Nam tiếp cận gần nhất với phong cách chơi hiện đại, ít chạm của bóng đá Nhật Bản. Điểm yếu duy nhất của Tuấn Anh đó là thể lực, thể chất của cậu ấy không tốt nên dẫn đến chấn thương. Ngoài ra đôi lúc Tuấn Anh không chịu nổi cường độ làm việc quá cao và liên tục, ông Dương Vũ Lâm bình luận thêm về Tuấn Anh. Nếu như để ý kỹ, không chỉ dưới thời của ông Chu Xie, ở tất cả các đời huấn luyện viên khác từng nắm đội tuyển Việt Nam, từ thời huấn luyện viên Miura, Nguyễn Hữu Thắng, Park Hang-seo cho đến ông Chu Xie, các huấn luyện viên này đều đánh giá rất cao vai trò của Tuấn Anh. Cầu thủ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai phải có điểm rất nổi bật mới đồng loạt được các huấn luyện viên nhà nghề đánh giá cao như vậy, và quan điểm đó có lẽ được phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nêu ở trên. Một cầu thủ giỏi về chuyên môn vừa biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết không phải là điều dễ tìm. Tuấn Anh ít khi nói về các phẩm chất tốt của mình thành lời, anh thường thể hiện điều ấy ở trên sân nên càng đáng quý, càng được nhiều nhà chuyên môn trân trọng. Ở đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Chu Xie, Tuấn Anh không chỉ là cầu thủ giữ nhịp cho toàn đội, anh còn có những đóng góp âm thầm khác. Những đóng góp này có thể không bắt mắt nếu một bộ phận người xem thông thường không để ý kỹ, nhưng với những nhà chuyên môn khi họ quan sát trận đấu từ nhiều góc độ khác nhau, họ sẽ thấy những đóng góp đó. Ví dụ như khi đội tuyển để mất bóng đột ngột, Tuấn Anh thường là cầu thủ đầu tiên lao theo đối thủ để giành lại bóng hay đơn giản là gây áp lực cho đối phương, giảm bớt không gian và thời gian phản công của đối thủ. Khi mà các đồng đội lao lên phía trước để tấn công, Tuấn Anh thường âm thầm dừng lại để làm nhiệm vụ chống phản công, âm thầm đứng lại phía sau để đảm bảo an toàn cho khâu phòng ngự từ xa của đội nhà.
Ngược lại, lúc toàn đội gặp bế tắc, Tuấn Anh thường là người xông lên phía trước đầu tiên, mạnh mẽ nhất có thể, hòng tăng quân số của đội nhà xung quanh khu vực cấm địa của đối phương. Điển hình là tình huống Tuấn Anh như thể từ dưới đất chui lên, lao qua hàng phòng ngự của Indo để đệm bóng trước khung thành đội bóng xứ Vạn Đảo tại vòng bảng Asian Cup. Tiếc là bóng đi chệch xả ngang. Nếu như pha bóng đấy mà thành bàn, vai trò của Tuấn Anh sẽ được nhắc đến nhiều hơn. Chỉ tiếc, anh không ghi bàn trong tình huống đó. Đội tuyển Việt Nam thua Indo 0-1 trong trận đấu ấy, khiến những đóng góp của Tuấn Anh vẫn cứ lặng thầm. Nhưng với Tuấn Anh, sự lặng thầm ấy không chỉ khiến anh phật ý. Anh không phải là mẫu cầu thủ thích đi tìm hào quang nơi truyền thông. Điều anh đi tìm là thành công chung của cả đội. Chỉ tiếc đấy khiến giới chuyên môn nói chung và cả ông Chu Xê nói riêng càng khó bỏ qua vai trò của tiền vệ này. Quang Hải và vị thế mới ở đội tuyển Việt Nam. Sau vòng 13 của V-League vào ngày hôm nay và ngày mai, ông Chu Xê sẽ công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026, trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu Quang Hải khi mà anh đang có được phong độ chói sáng trong màu áo của đội Công an Hà Nội. Hình bóng của quả bóng vàng 2018. Bàn thắng của Quang Hải ở phút cuối trên sân hàng đẫy giúp đội Công an Hà Nội thắng Hà Tĩnh ở vòng 12 sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của V-League mùa này. Cú sút để đời chứng minh được sự quyết tâm và khát khao, cũng như phần nào cho thấy những giá trị lớn nhất của Hải đã dần quay trở lại. Đó là nền tảng thể lực dồi dào, sung mãn sau một quãng thời gian rất dài phong độ chạm đáy bởi những chấn thương và một số lý do khác. Ở mùa giải năm nay, Hải đã ra sân 9 trận cho đội Công an Hà Nội. Anh cải thiện được thể lực, giữ được phong độ ổn định và quan trọng hơn cả là tìm lại được cảm hứng để chơi bóng. Khán giả thì liên tục được thưởng thức những cú đột phá tự tin dũng mãnh, những cú sút xa uy lực, những đường chuyền kỹ thuật và sáng tạo, bấm bóng, cứa lòng, chẽm mù, má ngoài điệu nghệ, tinh tế và hiệu quả. Hải cũng đang cố gắng hoàn thiện khả năng giữ điểm ở nhiều vị trí và tư thế khác nhau. Có thể khẳng định Quang Hải đang ở đỉnh cao phong độ với sự tự tin, khát khao và cảm giác đi bóng hoàn hảo. Anh cũng đang là chân sút nội xuất sắc nhất với 5 bàn thắng quan trọng giúp đội Công an Hà Nội từng bước vững chắc trở lại với đường đua vô địch của V-League. Đối đầu với làn sau nhập tịch, Quang Hải sẽ như thế nào? Tại Asian Cup 2023, Hải chơi 2/3 trận với thời gian hơn 110 phút, đã chính trong trận đấu gặp Indo và bị thay ra phút 72. Vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 52 trong cuộc đối đầu với Iraq, trận đấu mà Hải dù chỉ được thi đấu ít phút nhưng chơi quyết tâm và có được bàn thắng đẹp phút 90+1. Bàn thắng hiếm hoi đến từ một pha phối hợp bóng mở ở của đội tuyển tại Asian Cup 2023. Trong suốt những trận đấu đã qua, phần lớn thì ông Chu Xê thường để Quang Hải chơi nhô cao như một mũi nhọn tấn công. Những thời điểm bị đẩy lên quá cao, Hải thường chơi không tốt vì thiếu tốc độ và sức dướn. Những trận đấu mà số 19 được kéo về làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tấn công thì Hải lại làm rất tốt. Nhanh nhẹn kỹ thuật để xử lý bóng trong phạm vi hẹp và cũng khá chuẩn xác trong việc ra quyết định liên quan đến dẫn bóng đột phá. Chuyên trong khe hay bất ngờ tung ra những cú sút xa. Trong những trận đấu gần đây của Công an Hà Nội, Hải được huấn luyện viên Kiatisak bố trí chơi khá tự do trên hàng công, lúc lệch phải, lệch trái. Lúc chơi sau lưng tiền đạo mũi nhọn, Hải đã có được sự thích ứng tốt và cũng có được cảm giác thoải mái với cách di chuyển và kết nối với đồng đội. Hai bàn thắng đẹp trong hai vòng đấu gần nhất giúp đội nhà có điểm là những minh chứng rõ nét nhất. Đối thủ của tuyển Việt Nam trong tháng 3 là Indonesia tiếp tục tăng cường nhân sự bằng cách Indo Kiều. Ngày 7 tháng 3, đối thủ của chúng ta đã công bố danh sách 28 cầu thủ, trong đó có tới 11 ngoại binh. Bên cạnh những cái tên rất chất lượng đang chơi bóng tại châu Âu như là Struik, Hubner, Zener, West, Indo sẽ đón thêm trung vệ Zaidet, hậu vệ trái Nathan Joao, tiền vệ Tom Hyder và tiền đạo cánh Ragnar Oratawen. Cái đây gần 3 tháng, khi mà chỉ với khoảng 6 gương mặt nhập tịch mới, đối thủ đã vượt mặt đội tuyển Việt Nam một cách dễ dàng với lối chơi pressing tầm cao hiện đại, khoa học, kỷ luật và đầy sức mạnh. Ở cuộc tái đấu ngày 21 và 26 tháng 3, nếu như thầy trò huấn luyện viên Chu Xê không có được sự chuẩn bị kỹ càng thì nguy cơ tiếp tục thất bại sẽ rất lớn. Trong đó, khả năng thoa pressing chuyển đổi, khả năng kiểm soát bóng tốt khu vực giữa sân, những pha tấn công bóng mở và những tình huống cố định sẽ là những phương án tối quan trọng. Với phong độ hiện tại, Quang Hải đang là mảnh ghép quan trọng nhất của hệ thống đó. Quan trọng là ông Chu Xê có biết cách đặt Quang Hải vào vị trí tốt nhất, biết cách sử dụng những con bài còn lại như Hoàng Đức, Văn Toàn, Đình Bắc, Tiến Linh một cách hài hòa và hiệu quả hay không. Nếu như được sử dụng đúng, Quang Hải hoàn toàn có thể đem đến sự bùng nổ cho đội tuyển Việt Nam bằng sự thông minh, khôn khéo và cả sáng tạo nữa.